Anh chị mình đây, tứ quý mà cây đại ha, cây này là ghép với lại cái nhánh bên đây nè chị ngân, là ghép nhiều hột toàn ha. Dạ nhiều hột toàn luôn. Vì phần này như hai thân nè, bên đây nhiều hột toàn, bên đây là siêu bông mình lỡ ha. Dạ rồi, hai giống luôn cô chú anh chị. Hai giống luôn. Cây này đang nằm trong chỗ vuông mà chỗ vuông một mét mấy nhưng chú anh chị. Quá đẹp cái cây này cô chú anh chị mà. Ừ. Cây này không giống quay mạnh luôn á. Hột toàn này mình ghép được hơn một mùa hết chị ngân. Nói chung là mới lúc mới có giống nè, là mình ghép ghép như cây này rồi em cắt như này em ghép như kia nữa chú. Nhỏ nhỏ vậy là nụ nè cô chú anh chị mình đây. Nút nụ cái này là bao chú chị mình bao một bông ha. Ở trong này nè cô chú, nửa vàng nửa kem rồi một kem viền vàng. Chào cả nhà, mình đã quay trở lại kênh của em á cô chú. Hôm nay em tiếp tục ghép vườn mai của chị Ngân nè cô chú. Hôm nay là cái vườn chị Ngân nó nở sắc mùa xuân tới nữa cả nhà mình ơi. Tết tới nơi rồi chú anh chị mình ơi. Hôm nay á lên thì cô chú mình một số cái mã mai về mình sưu tầm chơi Tết nha cô chú. Nếu được mã nào thì mình ủng hộ giùm bên vườn ha. Rồi em chào chị nha. Dạ rồi, em xin chào chị nha. Rồi xin chào tất cả quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng cả nước ha. Hôm nay em quay cho clip á, em lên một số giống mai thành phẩm cho mình chơi Tết như là có siêu bông Sài Gòn, siêu bông mình lợi ha. Nhiều toàn, đặc biệt là những cái hàng già mùa, những cái giống mài đẹp cho mình chơi Tết không chú anh chị mình đây. Rồi. Cô chú anh chị mình đây thì hiện tại là đây là cái cây siêu bông mình lợi nè. Cái này hôm nay miền Bắc, miền Trung mình đang bão chú anh chị mình đây, nên là khu vực đó lúc rồi em gửi hàng đi nó hơi bị chậm ha, có gì cô chú anh chị thông cảm ha. Và sau đây em cũng muốn nói là cô chú anh chị miền Bắc, miền Trung ơi, cố lên ha, vượt qua bão ha. Rồi, em giao lưu mã số C1. C1 là một cây vắn đổ. Trời ơi cái bông nó đẹp cô chú ơi, nó chuẩn bông quá trời chị ngân. Trời ơi giờ cũng buồn gì không biết nở dữ vậy. Vui chứ. Không nhưng mà cái này là nụ gió cô chú anh chị mình ơi. Nó nở một hai cái búp à. Còn nút nụ nhiều dữ lắm nha. Dữ lắm nha cô chú anh chị. Nụ như bằng cái cây này công nhận là cái bông nó chuẩn thiệt chứ. Quá đẹp. Ở đây nó này vắn đổ cây này qua năm nó mới giữ dạng ha. Hoành được 26 đúng à. Đúng rồi cây này nuôi sang năm tới là xuất sắc cả nhà. Tổng củ nó được 58. Rồi. Chiều cao 50. Tán ngang 68. Rồi chị Ngân ơi, cây này mình giao lưu sao chị Ngân? Khoan, em đo tán bay kìa. Chưa tán bay. Tán bay được 100 của chú anh chị mình đây. Cây này nay em bán xả lỗ luôn nè. Giao lưu mình của chú anh chị mình giá 2 triệu. 2 triệu em bao phí nha. Rồi, quá đẹp cả nhà mình cái ơi. Cây này em ship xe chiếm đóng tiền gỗ của chú anh chị mình nè. Này 2 triệu này là em biết chị Ngân lúc mới đầu sưu tầm giống cây này cũng mắc lắm của chú anh chị mình ơi. Cái này ở gì em nay có cỡ gì mà. Không biết chứ 5 tháng rưỡi có đó. Cô chú mình xem clip là biết liền á. Nói chung là lên rất là nhiều bán lần. Bán xả lỗ cây này luôn. Nay cây cái mặt hoa chuẩn siêu quá trời chuẩn luôn. Mình mua về năm sau nữa cô chú anh chị mình chơi Tết có nhiều cây phơm thắt đổ rất là đẹp nha. Mà bông đẹp. Chuẩn nè. Trời ơi. Cây này bông hết ý luôn. Rồi cả nhà ơi em xuống mã ha. C của chú anh chị. C2. C2. Trà xanh không độ. Trà xanh không độ. C2 nha cô chú anh chị. Nguyên chùm bông bây giờ là 3 chiều chú anh chị. Gặp hồi sáng nở còn đẹp cực kỳ đã quá cả nhà mình ơi. Cái này gốc tứ quý không chị ạ? Gốc tứ quý mà cái dáng nè. Cây này lúc trước em có lên lần rồi nè. Bên đây là rất nhiều toàn ha. Bên đây gấp siêu mình lại ha, nhưng mà hai cái giống này là toàn là những cái giống mai hit giờ của chú anh chị mình đây. Đúng rồi. Cây này nó rất là khéo, cái dài gọng lắc này tự nhiên nè cô chú anh chị. Đế bàn nữa ha. Cái này em qua xung quanh kia của chú anh chị mình tham khảo nè. Nhìn cái này rất là có duyên luôn. Em ưng cái này. Là như cái nào em ưng nó cũng có lỡ với em hơi lâu rồi. Phơm tàn mà nó đầy đủ cái nữa là xuất sắc luôn của chú. Cái này không cần cho tàn nhiều chú anh chị mình đây. Lơ lơ chỗ đẹp. Đây cái dạng kiên cổ vậy, phong cách ha, dáng lạ lạ ha. Cái này thì ghép mình được mấy tháng anh chị ơi? Cây này ghép được 6 tháng chị, nhưng mà dạ. Bao hàng cho mình chơi Tết nha. Nút nụ lên dữ lắm rồi. Dạ, cô chú, nó lên cũng nhiều lắm. Đó là nhánh là nhiều toàn á, nhiều toàn thì bông ba màu á. Có vàng có bạc luôn nhau chú anh chị. Rồi. Hôm nay chơi hàng độc còn lạ không à? Độc lạ luôn. Hoành thì được 21 ạ. Không khỏi đâu cũ. Vậy đó khó khăn lên đây hả? Gì nè. Gì ha? 48 của chú anh chị này. Cây này không biết đường đo luôn. 95. Tổng hai cái tán gì của nó là được 115 của chú anh chị mình đây. Dạ. Rồi cây này em cũng cho xe khu vực miền Nam thôi nha. Miền xa quá em đóng tiền gỗ cây này không được tại cái dáng nó công công. Rồi cây này giao lưu mình với giá 5 triệu em bao phí ạ. Dạ rồi cô chú anh chị. Quá đẹp cây này. Hàng này hàng độc lạ mấy tiền nào của đó của chú anh chị mình đây. Dạ. Chứ không phải cây bậy bạ mà lên kêu giá không kêu sao kêu của chú anh chị. Dạ rồi. Tiếp theo của chú anh chị. C3 của chú anh chị nè. C3 là một cây siêu bông bình lợi. Trời ơi cái cây này nó cây già. Cây này ghép năm rồi chị Ngân ơi. Cốt của nó. Tí luôn. Cây này chơi Tết một cái. Bào ha. Bào đẹp. Những cái hạn già mùa Tết nay là bông gực gỡ luôn của chú anh chị mình. Dạ. Non non mùa thì bông nó không được đẹp bằng cái cây già mùa ha. Cây này cũng duyên dáng quá cả nha. Cây này thân lắc có duyên của chú anh chị mình nè. Duyên nhỏ rồi nha cô chú. Rồi hoành được 22. Cho mình coi.
này 0,5. Cái củ đặc của nó là được 50. Dạ. Chiều cao là 83. Dạ. Tán ngang là 96. Rồi cái này giao lưu mình giá 2 triệu 2 em bao phí ạ. 2.200.000 cây này, bao ship tới nơi. Em đã vô dây thành phẩm hết trơn ha, dây xịn sò cho mình luôn nha chú anh chị mình. Dạ rồi. Chung mình nhìn cái cây của chú anh chị ưng ý liền ha. Cây quá đã cả nhà. Rồi mã số tiếp theo luôn nha. C4 của chú anh chị mình nè. C4 là một cây dẫu nhung ha. Trời ơi, đã cái quá. Cái này dạ, nó có mặt bông chị. Ờ này chuẩn bị nè. Mình phong tầng thông á. Mình thấy được hai cái mặt bông. Ừ, chú anh chị có hai cái nụ nha. Cây này ghép 4 mùa ha. Cây này nó già lắm ạ. Cốt. Này nốt nụ của chú em dạch lên chú mình thấy quá tiếng à. Cái cây này chơi Tết là bao phủ phê luôn. Đế cũng bàn hay đế cũng được, không tệ hay chưa. Dạ đúng rồi. Chân Tết một cái. Có đẹp chứ mà. Là phải nó là lực già. Lực không? Tới luôn. Quá trời hân nè. Rồi, hoành được 20 ạ. Ừ. Cái củ não của nó là 26. Rồi. Tổng đế của nó là được 42. Chiều cao là 1m. Số tàn đẹp quá trời của chú anh chị ơi. Tán ngang là được 90. Dạ rồi. Rồi cây dẫu nhung mã số C4 này em giao lưu mình với giá là 2.500.000 em bao phí không chú anh chị? Dạ. 2.500.000 bao ship nha cả nhà mình ơi. Cô chú ơi, mã số tiếp theo luôn. C5 của chú anh chị mình ơi. C5 là một cái cây siêu bông Sài Gòn. Quá đẹp cả nhà mình ơi. Siêu bông Sài Gòn là cái màu vàng nghệ rất là đẹp không chú anh chị mình. Còn dạ, siêu bông lợi thì cái màu hơi vàng chanh ha. Ví dụ là mỗi bông mỗi nét đẹp khác nhau. 90-90 với nhau không à. Quá trời. Cái này, cái này như là một cái thông Noel, nên là mình chốt cái này về cái Noel, cái mình treo mấy cái lủng lẳng nhìn thấy cưng lắm cô chú anh chị ạ. Lủng lẳng kêu ẩn diện quên nè. Gì ta? Cái ngôi sao đúng nha. Ừ đúng rồi. Cái chuông. Rồi hoành là nhỏ thôi, 15 à. Nhưng mà được cái này đổi lại cái tàn dữ dằn tàn luôn, hàng 4 mùa luôn. Ghê lắm cô chú anh chị. 22 là hot hơn. Cốt cành nó mập lù ha, hàng đôm của chú. Tán ngang là 73. Ồ cái này cao quá. 1m10 của chú anh chị mình ơi. 1m1 ha cả nhà ơi. Để em thắng lại con chú anh chị coi nút nụ nè. Từ trong ra ngoài luôn cô chú anh chị ơi. Nói chung là giờ là nụ kim nhiều lắm cả nhà. Đó. Rồi mã số C5 này giao lưu mình với giá là 2.500.000 em bao phí nha. Trời ơi 2.500.000 luôn cả nhà ơi, quá đẹp của chú anh chị mình, chốt ngay em nói nha. Nhanh tay cả nhà mình ơi. Tràn đặc gật hết chưa? Không lép chỗ nào luôn. Quá đã luôn cô chú anh chị ơi. Theo luôn cô chú. Rồi, mã số C6 của chú anh chị mình ơi. Trời ơi, C6 cái này đẹp nhất nắp luôn, như là một cái bức tranh luôn á, nó dạ, nó thông cây chứ thì nó bức măng thằng bức măng. Dạ. Nè chứ coi. Nó bộ ngoài chỗ. Thôi vừa thấy chú anh chị mình chứ không phải phô long an ha. Lực cây cô chú. Tàn cũng đẹp nha, thoát thân cao nè. Cái này đi xếp chậu cho mình luôn, ghép siêu bông mình lại ạ. Ừ. Rồi, hoành cái này được 33. Đo hoành cái này 33 ha. Ừ. Đo xích xuống củ nở của nó là được 48 ạ. Rồi em đo tăng cái cổ của nó là được 25 ạ. Rồi. Chiều cao là được 68. Tán ngang 68 luôn. Rồi. Rồi cái này giao lưu mình với giá 3.200.000 em bao phí của chú anh chị. Rồi, 3.200.000 cả nhà mình ơi, cây quá trời đẹp của chú anh chị. Số tiếp theo luôn cả nhà. C7 của chú anh chị mình đây. C7 là một cây siêu bông Sài Gòn ha. Hôm nay là em ưu tiên lên toàn những giống màu đẹp của em, như là Sài Gòn mình lỡ nhiều toàn là toàn giống màu đẹp ha. Đó, C7. Do là mưa quá trời cô chú nên là giờ vô nhà ha. Đang quay mà bị mưa quá trời luôn cả nhà mình ơi. Cô chú mình cũng thông cảm nha. Rồi, hoành được 14 ạ. Dạ, 14 hoành. Củ 22. 16, 97. Dạ. Tán ngang 70. Rồi, cái này giao lưu mình với 2.300.000 em bao phí của chú anh chị mình đây. Dạ, 2.300.000 cả nhà mình. Hàng siêu bông Sài Gòn. Hàng đầu đầu không có chị ơi. Già mùa dữ lắm à. Dạ. Ở trong nút nụ là cô chú anh chị mình dạch lên là thấy, dạch lên là thấy nha cả nhà. Cái cốt của nó ở bên đây nè cô chú anh chị, cái tàn cho nó, cái càng nó đẹp quá, nó kín quá cô chú anh chị nên mình mấy cái cốt nè đó, cái cốt bên trong dữ dằn hơn cô chú anh chị mình ơi, liền đậu hết trơn ha. Rồi 2.300.000 cây này cô chú ơi, mua về chơi Tết. Mã số C7 ạ. Dạ, siêu bông Sài Gòn cả nhà. C8 luôn nha mình ơi. C8 của chú anh chị ơi. C8 là cây bạch mai đặc hồng á, cây này hôm bữa nó hạt cái bông rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Có tàn, mới tàn chưa ơi. Nè, mới tàn hết trơn. Cây này á nó ra dáng bay của chú anh chị ha. Cái bông chỗ này nó là màu trắng đẹp lắm cô chú. Hàng bạch mai mà nuôi cái hàng cỡ này là ít có lắm nha chú anh chị, đặc biệt đó là dáng bay nè. Dạ. Cây này bao hàng cho mình chơi Tết hàng ghép 4 mùa không chú anh chị. Thôi vườn nha. Rồi hoành là được 20. Trời ơi có hình thú có chân luôn chưa. Cái thú nó là 57. Dạ rồi, cốt cành nó là bao đẹp của chú anh chị nè. Chiều cao là được 46. Tán ngang 75. Tổng cái chiều bay là 110. Rồi. K
cây này cho luôn mình với giá là 3.200.000 em bao phí ha. Dạ, 3.200.000 cây này cô chú anh chị bao ship tới nơi cho mình ha, dán bay luôn cô chú anh chị ơi. Dán đổ luôn ha, cái này về mình cô chú mình thay mình cái chậu nó xuất sắc hơn cả nhà. Hàng này hàng hiếm cô chú. Bốn mùa cốt, quá cốt. Quá trời cốt luôn cô chú mình ơi. Cô chú. Rồi, xe chín ăn cây nhiều toàn luôn cô chú anh chị mình ơi. Trời cây này dài ngày nữa. Má thấy nó đẹp ha, nước nụ nó chuẩn bị lên rồi chị ơi. Dạ. Chuẩn bị lên bông luôn. Cây này nhiều toàn hàng ghép cứng mùa không chú anh chị. Rồi nụ cái gì mà nụ dữ thằng ngon như này chị ơi. Chi chích luôn á cả nhà. Đó. Rồi, ơi như xương cá luôn. Nhĩ ngọc toàn không chú anh chị. Cái này quá đẹp cái này luôn. Cái này em vô dây nữa em sợ nó nở sớm nên em để cho nó tàn lơ lơ chị ơi. Em dạ. Vô với thân chín luôn nè. Đặt cái củ nè, nuôi củ vậy. Quá trời cái củ đẹp luôn. Thân lắc rất là có duyên hiếm không chú anh chị mình. Rồi. Hoành được 26 ạ. Cái củ đặc của nó là được 40 ạ. Rồi. Tổng đế của nó là được 99. Chiều cao là 68. Tán ngang của nó là được 83. Dạ, dạ rồi, cây này giao lưu mình với giá là 3.600.000 em bao phí là ship luôn cả chậu luôn chú chị mình. Dạ rồi, 3.600.000 cả nhà mình ơi, một cái mai nhị ngọc toàn của chú chị. Đây luôn cô chú. Rồi, mã số C10 của chú anh chị mình đây. C10 là cái gốc tứ quý rồi chưa? Cây này có duyên dáng lắm của chú anh chị mình ơi. Cái này nhỏ nhỏ dễ chơi lắm. Nè, gióc ngọn còn có xíu rồi chị ơi. Ba thân luôn. Đây, gióc ngọn nè. Cái cây này nó dặn cây luôn cô chú anh chị nè. Dặn nó già, khô nãy già nè. Làm như lai lai có rễ nhưng mất cười nha. Ờ, đúng rồi. Đó. Siêu bông lợi chú chị, Tết này là bao bông cho mình chơi Tết luôn nha. Hoành được 33 ạ. Bông quá trời bự. Khúc giữa này là được 27 ạ. Rồi. Tổng đế của nó là 50. Rồi. Cái này đi ship chậu luôn. Chiều cao của nó là được 59. Tán ngang là được 68 ạ. Rồi, cái này giao luôn mình với giá là 3.200.000 ha. Em bao phí ạ. Dạ. 3.2 bao ship góc tứ quý ghép xung lại. Rồi. Mã số C11. Rồi. Một cây tứ quý luôn ha cô chú anh chị mình. Tứ quý ghép siêu bông bình lại, cây này có cắt đơn hết một lần ha cô chú anh chị. Dạ. Cắt đơn này chưa nè. Hôm Tết em có cắt đơn hết lần à. Dạ. Đây cô chú anh chị là nơi cốt cành nó quá. Cây này bao đẹp cho mình luôn, Tết này bao bông bao đẹp cho mình luôn, vô cái chậu đẹp đó là sừng nhìn cây nó lạ liền. Cây này chi cành cũng khá khá chi cạnh luôn chú anh chị mình. Đế cũng đẹp nha cả nhà, đều quá ha. Rồi, quạnh này được 31 đúng ạ. Dạ rồi. Còn nó xích lên đôi xíu nên cả được 33 hay không chú anh chị. 90 là tổng đế ạ. Khó khăn cái này đem ra hư. Khó khăn cái này được 28. Núm lùn. Chiều cao là được 84. Rồi. Tán ngang là được 92. Dạ rồi, cây tứ quý mã số C11 này em vô lưu mình với giá là 7.900.000 nha. 7.900.000 dạ. Em bao ship ạ. À. Cây này em đốt xương cổ được nè cô chú anh chị ở khu vực ngoài Bắc hay miền Trung rồi mình chơi cây này được nè. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi. Tham khảo giúp em cả nhà. Tiếp theo cô chú anh chị. C12 cô chú anh chị mình ơi. C12 là một cây phô tứ quý nha. Cây này thôi cái tàn khỏi phải bàn cô chú anh chị. Cây này là cây đầu dòng ha. Lúc mà mới ra siêu bông Sài Gòn á là em cắt không ghép ha. Gần đứng lên cái tàn quá trời bự chưa ơi. Rồi em chui vô nha cô chú anh chị ơi. Nè cái cốt này chưa liền đậu hết trơn. Chị Ngân coi cái cốt bự trên đó em đo 12 thấy không? Dạ. Đậu. Nó liền đậu hết trơn luôn chứ gì. Cây này là cây nái của em ha. Quá trời già hả cô chú anh chị mình ơi. Bên đây nó giữ cái này. Cái cành thường thường nó ở dưới nó rút ở trên nó rút ở dưới nó lớn không nổi mà ở dưới nó cỡ này ở trên cỡ nào luôn chú anh chị mình. Gốc tứ quý ha. Rồi. Cây này phôi già lắm rồi. Ghép siêu bông Sài Gòn. Cây này mình trưng tức cửa công ty hay là nhà biệt thự lớn lớn trời ơi trưng cây này cái Tết nay nó đẹp rực rỡ luôn. Hàng già mùa cô chú anh chị ơi. Chị cành rất là đẹp hả chị không? Chị dạ. Cô quay cho em chưa? Rồi, ở trên cô chú. Cái này có rong lá bớt nha cả nhà mình ơi. Hiện tại là rong lá cho những cái nụ kim nó lên nó đều ha. Nuôi cho nó mập nụ nè. Rồi, hoành thân cái này 33 rưỡi tính 33 cô chú anh chị mình ơi. Dạ rồi. Quá trời cây này cái cục nó cái nồi đế nãy chị Ngân quay cho quay nồi đế không? Đó. Nồi đế em bỏ cọng rễ ra ngoài rồi chú anh chị. Quay cọng trong ha. Là 120 nè. Để đặt của nó nè. Bỏ cọng ngoài ha. Rồi. Là ghế em bao hàng của chú anh chị mình thấy nó không bị chết ghế nào của chú anh chị. Quá trời đẹp cây này luôn của chú anh chị mình ơi. Một cây duy nhất tại vườn luôn. Khó khăn của nó được 46 ạ. Tán ngang của nó là được 1,7 chị Ngân ơi. Nãy tại em có đo trước nha. Dạ, chiều cao của nó là 1,7 luôn của chú anh chị mình ơi. Quá đẹp cây này luôn. Bự, cô chú anh chị. Hàng bự nha. Cây này Tết nay chân cái rực rỡ luôn.
Rồi báo giá em luôn hả chị Ngân. Rồi cây này, cây này giao lưu mình với giá là 19.500.000 ha. Dạ. Cây này em giao xe khu vực Vũng Tàu đấu lại nha chú anh chị. Rồi. Quá đẹp cây này luôn, vót vót ngọn còn có xíu rồi chị Ngân ơi. Dạ, ở trên của chú anh chị vót ngọn nó muốn liền cái cốt ở trên. Cái cốt ở trên là 12 chị Ngân, coi cái cốt trên nè. Quá trời bự cái cốt. Rồi, chú anh chị em zoom cho cả nhà mình coi nha. Nó cái cốt giữa là nó chú em zoom bự nè. Trời ơi nó liền đậu trên luôn của chú. Vót ngọn có chút xíu cả nhà. Vót ngọn cỡ 15 17 nha. Cốt tứ quý ghép siêu con Sài Gòn. Ghép đời đầu luôn hả cô chú anh chị mình. Rồi, quá đẹp cả nhà. Bao hàng nút nụ cho mình chơi Tết luôn ha. Dạ. Cây nó rất là bự luôn. Rồi, em xuống mã hả cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mình ơi, cái mã số cuối clip ngày hôm nay bên vườn của chị Ngân luôn cô chú. Dạ rồi, hôm nay em lên mã số C13 là mã số cuối clip của em ha. Dạ. À, hôm nay mã số cuối clip là em lên cho mình một cái cây cây đại cô chú anh chị mình ơi. Tứ quý mà cây đại ha, cây này là ghép với lại cái nhánh bên đây nè chị Ngân. Là ghép nhiều một toàn ha. Dạ nhiều một toàn luôn. Vì phần này như hai thân này, bên đây nhiều một toàn, bên đây là siêu bông mình lỡ ha. Dạ rồi. Hai giống luôn cô chú anh chị. Hai giống luôn. Cây này đang nằm trong chỗ vuông mà chỗ vuông 1 mét mấy như chú anh chị. Quá đẹp cái cây này cô chú anh chị mà. Ừ. Cây này không giống quay mạnh luôn á. Nhọc toàn này mình ghép được hơn một mùa hả chị Ngân? Nói chung là mới lúc mới có giống nha, là mình ghép. Ghép như cây này rồi em cắt như này em ghép như kia nữa chú. Nhỏ nhỏ vậy là nụ nè cô chú anh chị mình ơi. Nút nụ cái này là bao chú chị mình bao một bông ha. Ở trong này nè cô chú. Nửa vàng nửa kem rồi một kem viền vàng màu vàng hả chú chị mình. Dạ. Cây này em có chụp hình một bông nha ha. Tại hôm Tết ấy, mấy hàng mà cây lớn lớn em không có chơi bông nhưng mà nó ra bông gió lai gai em có chụp hình lại. Cây này quá trời đẹp của chú anh chị. Trời ơi cây này đang nhức nách luôn. Trời ơi nó một cái cây mà nó hai giống của chú dáng phu thê luôn ha. Dáng phu thê luôn chú anh chị mình. Cây này quá khéo của chú anh chị mình. Giờ giá quen vòng đi. Ừ quen vòng cho nó đẹp hết cây đi. Cây này không biết cái tay ngang mấy mét đó nè. Quá trời cây à. Đâu thấy em đâu. Trời ơi. Tứ quý của chú ghép nhị ngọc toàn và siêu bông bình lại trên cùng cái này. Cái phôi này là phôi tứ quý già nha chú anh chị mình ơi, chứ không phải hàng non mùa nha. Này già lắm, phôi này mấy chục năm. Đẹp cả nhà. Rồi em đào hoành luôn chú anh chị mình. Rồi đào hoành đi chị ơi. Lúc nào nó lên tua tủa luôn cả nhà mình. Đào hoành gì là cái này được 48 rồi chú anh chị mình. Dạ rồi. 48 hoành ha. Hai thân là 48 nè. Thân bên đây là được 29,5 nè. Dạ rồi. Thân bên đây của nó là được 30 nè. Rồi. Gì 30 dữ vậy? Ừ đúng rồi. 30, hơn 30,5 luôn. Tính 30 nha. Nút nụ được chú chị. Rồi, tổng cái củ để đặt của nó chị ơi. Là 95 ha. Dạ rồi. Ở dưới này còn cái bàn nữa nhưng mà tại em lắp đế cho nên em không có đo hết ha, đo dạ cái củ đặt của nó thôi. Cái này lắp sỏi lên cho nó dằn cái bề mặt lại cho nó đẹp của chú chị nha. Thoát thân của nó được 42. 42 là thoát thân cả nhà ơi. Trời ơi nút nụ của nó là chi chít luôn ha. Giờ đây ca đúng không? Tán ngang. Bánh dằn giùm em cầm giùm cho. Nè cô chú. Hết chưa? Hết thước em ha. Rồi, cây này là 1m6 của chú anh chị mình nè. Rồi, 8,6 m. Để em phụ nha, phụ chị Ngân ha. Cô chú anh chị mình đây không tới luôn. Rồi chị Ngân căng ở dưới ra đi chị Ngân. Căng cái kìa. Rồi, nhiều hết thước luôn. Từ heo đi. Đặng nhiêu? Mét 4 đi chị ơi. Cây này mét 4 của chú anh chị mình gửi tới mét 4 á. Đó, trời ơi cái nhánh một toàn nè chị Ngân. Bình lợn bên bình lợn bên nhiều toàn hang cây này Tết nở là có vàng có bạc nha cô chú anh chị mình ơi. Cái nhánh ngọc toàn này nó khủng khiếp luôn á. Những cây thế này ít hàng không chú anh chị mình. Nút trong mình về mình trưng tới cửa công ty hay là cơ quan mình có cái nhà biệt thự lớn hay trời ơi trưng cây này vô là hết bài luôn. Cô chú anh chị mình ơi. Nó chúng là kỳ cành. Kỳ cành chứ rất là đẹp luôn ha. Quá trời luôn. Cây này mình cho mình có ấy mình cho thuê cũng im hết cô chú anh chị. Em bảo con già dương nó lái. Bự quá dương nó lái. Rồi. Quá đẹp luôn. Cây này nó hơi bự tiền cho nên em chịu lâu xíu chú anh chị mình. Quá trời đẹp luôn. Tại vì nó đẹp lắm cả nhà. Vậy ngọc toàn đến nay mà ghép chu gốc tứ quý nó đã một cái hôm. Bát ngát tình đời. Bát ngát luôn. Cái này là cây trực á, chậu nó hơi nghiêng nè, cái vòng quay nó hơi nghiêng nó tại nặng quá. Rồi, cây mã số C13 này em vô luôn mình với giá 28 triệu nha cô chú anh chị mình ơi. 28 triệu em vô xe 200 km đổ lại ha. Mấy cái hàng này em đi xe tải không có xe đi xa được nha cô chú anh chị. Quá bự luôn, thuê nguyên chiếc xe đi riêng. Rồi đi nguyên chậu luôn chưa? Nguyên combo luôn cô chú anh chị mà về có chuẩn bị sẵn cái đôn để lên cái đôn. Trời ơi xuất bao sắc. Đẹp cây này luôn. Có 102 luôn cô chú anh chị mình ơi. Mà nó khéo ở chỗ con cái là cô chú anh chị ơi, dáng phu thê ha, đồng thanh đồng thủ luôn nè. Một thân đi lên trẻ ra làm hai cô chú rất là đẹp luôn ha. Và đặc biệt là được hai giống luôn ha. Đó. Nè, nhị ngọc toàn và đây là cái mặt tiền của nó nè, hơi trống mà nó trống là nó thấy mặt tiền đúng ha. Chứ mặt sau là để em quay mặt sau chị Ngân đi xa xa coi cái mặt sau nó dữ lắm. Thấy tàn không mà không có thấy cái đế. Quá tí cả nhà. Nè, xuất sắc luôn cả nhà mình ơi. Cây này quá trời đẹp rồi cô chú anh chị mình nhanh tay hả cô chú. 28 triệu cô chú anh chị mình là mã số C13. Dạ C13 cả nhà mình ơi.
Rồi hết cô chú anh chị, mình chào khán giả luôn chị. Dạ rồi, mã số C13 này, gốc tiêu quý này cũng là gốc cây cú liếp của em. Hàng cú liếp em xin chân thành kính mời cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem hết clip. Hy vọng cô chú anh chị chọn cây ưng ý ủng hộ cho vườn. Giờ em xin chào lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo ạ. Dạ rồi, em chào tạm biệt cả nhà nha. Và em hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video tiếp theo của em luôn ạ.